Một siêu bão tuyết đang quét qua bờ đông của nước Mỹ khiến cho nhiệt độ tại khu vực này đã xuống tới mức thấp kỷ lục là âm 40 độ C, tức là rét hơn cả nhiệt độ tại một số vùng ở sao Hỏa. Ở mức nhiệt độ này, bất cứ thứ gì ở ngoài trời cũng đều lập tức đóng băng. Các con đường thì ngập dưới hàng mét tuyết. Các thành phố vốn nhộn nhịp như New York thì trông như đang trong ngày tận thế vì không ai muốn ra đường trong những ngày thời tiết giá lạnh như thế này. Siêu bão tuyết mang theo băng đá và thậm chí cả tuyết đến những vùng bang của Mỹ, nơi trước đây chỉ biết tới ánh nắng. Thành phố Tallahassee đã đón bông tuyết đầu tiên sau suốt 3 thập kỷ. Trong khi đó, chính quyền bang Alabama và Georgia đã lập các trạm cư trú tạm thời với máy sưởi sau khi nhiệt độ tại đây xuống âm 32 độ C. Tại Nam Dakota, nhiệt độ xuống âm 36 độ C, mức thấp nhất trong vòng 99 năm qua. Thành phố New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết. Đường phố thì vắng ngắt vì ai cũng muốn trốn ở trong nhà. Các chuyên gia khí tượng đánh giá nền nhiệt tại Bắc Mỹ năm nay thấp hơn từ 10 đến 20 độ C so với thời điểm này hàng năm. Đợt lạnh giá bất thường do ảnh hưởng từ Bắc Cực đang càn quét khắp khu vực Bắc Mỹ những ngày đầu năm mới 2018 và dự kiến sẽ còn tiếp tục khắc nghiệt hơn trong những ngày sắp tới.